Là phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình, chứ làm gì có ai nói là đàn ông phải biết yêu thương bản thân mình đâu. Người ta cũng nói là phụ nữ là để yêu thương, chứ làm gì có ai nói đàn ông là để yêu thương đâu, đúng không? Và người ta cũng chỉ nói là đàn ông thì không được khóc, phải mạnh mẽ, phải là trụ cột kinh tế, chứ làm gì có ai nói đàn ông buồn thì cứ khóc, không cần phải là chỗ dựa cho ai cả đâu. Và rồi đàn ông cứ thế lớn lên, trưởng thành và già đi như thế. Cô ôm hết hoài bão, ôm ước mơ, ôm gia đình, ôm trách nhiệm, nhưng mà lại không biết ôm chính bản thân mình. Và tất nhiên là cũng chẳng ai ôm lấy họ. Nếu mà anh em kinh tế ổn định và sức khỏe tốt thì không có gì đáng nói cả, nhất là sức khỏe sinh lý. Nhưng mà không phải ai sinh ra cũng được trời phú cho mạnh khỏe trong chuyện đó. Đã là trụ cột kinh tế để kiếm tiền rồi, nhưng mà cũng phải bản lĩnh trong chuyện kia để cuộc sống hôn nhân được toàn vẹn. Người ta chỉ ăn vài bữa cơm không ngon thôi, chứ làm gì có ai muốn ăn cả đời như vậy, đúng không ạ? Chính vì vậy, để giúp anh em có những giải pháp cải thiện trong chuyện đó, thì em Yên muốn giới thiệu đến anh em mình bộ đôi này, giúp anh em mình viên mãn hơn trong chuyện đó nhé. Các xỉn xú phiên bản mới này thì sẽ giúp anh em mình kiểm soát được thời gian bao nhiêu lâu tùy thích này, lúc nào muốn ra mình phải tập trung cao độ, dập mạnh, dập với tốc độ cao mới có thể ra được, giúp chị em lên đỉnh 2-3 lần trong một lần mây mưa. Còn kẹo đổi gió nhất dạng ngũ giao này sẽ giúp anh em mình 2-3 hiệp chưa muốn dừng, cảm xúc của hiệp 2, hiệp 3 vẫn hào hứng như hiệp 1, lại còn tăng size, tăng kích thước, cứng đe cứng đét nữa. Anh em mình cứ inbox hoặc kết bạn Zalo, em Yến sẽ tư vấn chi tiết cho mình nhé.